Vâng, xin chào bạn. Video hôm trước thì mình đã làm về một chiếc mini PC sử dụng CPU là Core i3-7100U có mức giá vào khoảng 7 triệu. Mức giá này thì mình nghĩ rằng cũng khá là mềm rồi. Còn video ngày hôm nay, theo rất là nhiều nhu cầu của anh em thì mình sẽ mang đến ở đây một phiên bản Max Option sử dụng CPU là Core i7-7567U, mức giá vào khoảng 12 triệu đồng, mình tham khảo được tại Alphard. Các bạn có thể tham khảo tại đường link phía bên dưới, mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Cấu hình này nó vượt trội hơn rất nhiều so với phiên bản Core i3-7100U trước kia. Mình đã có thể chỉnh sửa rất là nhiều ảnh RAW lên đến hàng chục megabyte bằng Lightroom rất là mượt mà, làm Photoshop cường độ cao hơn, hay là các trang bảng tính Excel dày đặc có thể nặng đến hàng chục megabyte cũng không nhằm nhỏ gì cả. Thậm chí, mình có thể chơi một vài tựa game nặng hơn và setting cao hơn, ví dụ như là CSGO này. Cài đặt setting một chút thì 120fps là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với mức giá là 12 triệu, thêm RAM và ổ SSD nữa, thì mình cứ cho thoải mái là 15 triệu đi. Kiểu gì cũng một vài thành phần nhảy vào bảo là thằng này giảm L, 15 triệu tao đi mua laptop hoặc build hẳn PC hoàn chỉnh. Mua con này làm quái gì? Được rồi, hôm nay tôi sẽ chỉ ra những công dụng thực sự mà chỉ chiếc mini PC này của tôi làm được. Còn PC và laptop thì không. Bắt đầu video nhá. Điểm mạnh vượt trội của chiếc mini PC này so với laptop đó chính là sự nhỏ gọn. Laptop có lợi thế là tính di động rất cao, nhưng khi nhu cầu công việc của bạn là cần kết nối ra một màn hình lớn hơn để làm việc với nhiều cửa sổ, nhiều bảng tính thì màn hình 15 inch hay thậm chí là 13, 14 inch trên laptop là không đủ rồi. Thay vào đó, một màn hình rời bên ngoài kích thước là 25, 27 hay là 32 inch tùy ý thích giúp các bạn có thể có một không gian làm việc thoải mái hơn rất là nhiều. Hơn nữa, chiếc NUC này có một tấm VGA mount để giúp bạn có thể gắn vào ngay đằng sau màn hình. Như vậy là chúng ta đã có ngay một chiếc PC all-in-one giá rẻ. Ok, nhiều người sẽ bảo rằng laptop có thể kết nối ra màn hình rời được đúng không? Đúng. Nhưng không gian của chúng ta lúc đó thì nó sẽ không còn được gọn gàng nữa rồi. Mà chưa hết, với sự xuất hiện của cổng HDMI và cổng Thunderbolt 3 trên chiếc NUC này thì các bạn có thể kết nối ra 3 màn hình 4K 60Hz cùng một lúc. Đây là một điều mà không có một chiếc laptop nào trong tầm giá này có thể làm được. Bên cạnh đó, với cổng Thunderbolt 3 thì các bạn có thể kết nối ra eGPU ngoài để chiến game cũng như là làm những tác vụ nặng khi cần. Chuẩn Thunderbolt 3 là một chuẩn rất là đắt tiền và trên laptop thì nó chỉ xuất hiện ở những mẫu máy có mức giá mình thấy là từ 30 triệu trở lên thì may ra mới có thôi. Nhưng với mini PC này thì từ bản i5 trở lên, tức là với khoảng là trên 9 triệu một chút, các bạn đã có thể sở hữu một chiếc mini PC có sẵn Thunderbolt 3. Đấy là laptop. Tiếp theo, so với PC đi thì quá rõ rồi, chiếc NUC này thì tính vượt trội ở sự nhỏ gọn. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói rộng ra đi, không chỉ xét trên một đối tượng nữa mà xét trên cả một công ty, cả một văn phòng, thì với chiếc mini PC này chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều không gian. Nó sẽ phù hợp hơn ở những môi trường làm việc sáng tạo, cần một không gian thật đẹp, thật tối ưu, tối giản đến mức tối đa, giá lại hợp lý nữa. Lúc đó thì chiếc NUC này có lẽ là sự lựa chọn duy nhất rồi. Mà nói là chiếc mini PC nhỏ gọn thôi, chứ nó chả thiếu bất cứ một cái thứ gì của một chiếc PC hoàn chỉnh cả. Nó vẫn rất là đầy đủ các cổng kết nối, máy vẫn chạy ngon liên tục hàng giờ, và nhiệt độ cho phiên bản Core i7 này thì khi làm việc nặng cao nhất cũng chỉ khoảng là 85 độ C mà thôi. Tiếng ồn thì gần như là các bạn sẽ không cảm nhận thấy. Hơn nữa, chiếc NUC này nó hơn PC tự build ở một chỗ, đó chính là nó được tích hợp ngay cả wifi bên trong. Các bạn sẽ không phải nghĩ đến chuyện đi dây mạng lằng nhằng nữa. Như vậy thì nếu so với laptop, NUC mang lại hiệu quả công việc cao hơn, không gian làm việc thoải mái hơn cho chúng ta không bị bó buộc lại bởi kích thước màn hình có sẵn trên laptop. Còn so với PC thì nó cho thấy rõ thế mạnh ở việc tối ưu không gian quá tốt. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, NUC hay là bất kỳ một mẫu mini PC nhỏ gọn nào khác sẽ không phải là lựa chọn cho những ai đặt việc tối ưu giá thành là tiêu chí hàng đầu. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì quên, anh em nào chưa subscribe thì hãy subscribe channel để không bỏ lỡ những video mà chúng mình dành rất nhiều tâm huyết trong tương lai nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có tiền tôi vẫn mua laptop hoặc tự build PC. Đấy là mày không có tiền là một. Thứ hai là mày không phải là chủ doanh nghiệp để mua mini PC cho nhân viên là hai. Và thứ ba là mày cũng không có tiền đốt.